Cảm ơn anh nha. Rồi, xin chào quý khán giả của kênh YouTube 100 Official. Nay là bắt tè chửi về tới nhà rồi. Mà về mình thấy nhà mình hoảng hồn hết hồn luôn á. Cái gì vậy mẹ? Mẹ đang làm cái gì cái nhà của mình đây? Mẹ sơn lại nhà. Trời ơi, mẹ tích vào quá quý vị ơi. Bữa nay sơn lẹ nhà nè. Ồ, mẹ trời mày chọn màu sơn chưa? Trời, cái này bỏ mấy ngày mới sao mẹ? Trời ơi, mẫu lần nhưng mà làm cho nó bậy trời. Thưa quý vị, mẹ tính ra có ý định là sơn nhà lẹ. Tại vì không thực sự là nên sơn, tại vì mẹ tính sơn cái màu gì mà não quá mà. Sơn cái gì đâu mà bây giờ nước đồ, cái màu này nè. Tới mùa mưa rồi nó thấm đồ vô nước, chùm mẹp cái nhà vậy đó. Mà nó dơ lắm. Nên là tao nói kêu thôi bây giờ mẹ làm đi con tè trợ cho làm nhà rồi để mẹ đi lấy chồng. Sơn lẹ nhà mẹ đi lấy chồng quý vị ơi. Thảo. Thảo. Cậu bố của mình nè quý vị. Là anh của mẹ tính á. Cậu bây giờ sơn nhà lẹ cho mẹ tính đi lấy chồng đi. Đúng rồi đó. Được không? Được chứ. Cậu cái nhà sơn được mấy ngày sơn nè cậu? Chắc cũng 4-5 ngày chứ con. Nhưng mà cậu sơn màu gì vậy? Sơn màu gì cậu? Con sơn màu dầm dầm á. Đi, mọi người ăn gì? Cái sơn màu xám rồi đi cho nó xám. Màu xám của bà này con này. Cái màu vàng là màu gì nữa? Màu trắng nhỏ. Màu trắng nhỏ cho nó ấy. Thùng đó màu trắng nhỏ. À, còn cái màu xám người kia. Đó. Màu xám là màu nào? Đây nha. Màu quà đó, màu quà. Cái màu quà đó con. Cái màu ai cả. Màu này đúng không? Trong nhà sơn màu này luôn đi cho nó sập nhà. mày biết màu vàng mà dùng màu xám. Mẹ nghĩ sao mày sơn màu vàng vậy? Màu vàng vậy thôi mày để màu xanh kia nó không mất hơn nè. Không, ấy là mỗi trang cũng vậy, mỗi quàng cũng vậy, nó xấu không? Ý mẹ. Xấu gì? Nhà xấu gì? Mà cái màu này nó sạch lắm, nó không có dơ. Mẹ sơn màu vàng là con nói tiệt mẹ là nó dơ chết. Lòng như để cào dưới đường này là tao cái cháy thôi. Mà cậu có công nhận cái con sơn màu vàng ở trong nhà nó dơ không? Cậu tao nói đâu nó kêu bây giờ màu vàng cho em à. Cái màu con nói mẹ sơn màu này là đẹp nhất nè, nó son. Mẹ kêu quà thôi. Không, nó son lắm. Mẹ tin con đi. Mẹ sơn cái nhà này nè nó không có bị tối, cái màu này mới tối nè. Màu tối mà đúng rồi. Màu này mới tối nè, còn màu này là nó đẹp bao quá vậy. Màu quất hay luôn vậy nè. Quất hay luôn. Quất đi rồi đi lấy chồng mà. Chứ đừng có sơn màu vàng. Dạ thì ra quậy vô được hai ba bóng. Quậy gì nữa mà quậy. Dạ bỏ thùng nó mấy triệu quá. Cái gì thùng mấy triệu đây. Thì sơn cái khó quả. Mày sơn dưới bếp. Thôi dưới bếp mà trắng cái màu nó vô ý là mày kêu. Đâu, mẹ nghĩ sao mày sơn màu vàng vậy? Vô chắc gì được. Không vô đâu. Vô. Cái màu xanh này nó còn dơ nữa chứ nó kêu màu vàng. Màu vàng là màu nào vậy cậu? Nó lại nó sơn là trắng nhạt nó con nè. Nó lại nó sơn đúng không? Đó. Con thấy cái màu vàng nó nhạt chắc này mượn. Không vậy chứ lại cho chắc đâu. Đâu, sơn thử đâu. Nó đẹp lắm con, ở ngoài nhà của cái chú người kia đẹp lắm. Hả? Nó cũng sống rồi nhỏ. Nó sống rồi nhỏ. Nó sống nhà kia lắm. Nhưng mà đừng có kỹ chân nó dư không kỹ não đâu, mẹ con mà kỹ. Mẹ con rồi chu cha bớt đi làm cái nhà này bớt kỹ. Mẹ làm đâu đi này. Nó qua nó như màu trắng rồi chứ nó có gì đâu. Giờ mơ mốt nó đang làm một miếng giác còn có thấy gì vậy nó có. Ủa màu vàng này. Ủa cái màu trắng này có màu xanh này là mình phải trà hết cái cậu. Trà đi. Trà nào đó. Trà nào đó. Bây giờ xanh nữa không? Trà rồi sống vừa trà nó xanh đây và cậu lên một cái lúc rồi thấy cho thằng này. Lúc này. Lúc trong tiệm á. À. Nó vô kinh khủng khiếp luôn á quý vị. Mẹ tính nó ghiền cái màu gì vậy? Nó như màu trắng vậy thôi chứ nó có gì đâu. Nó khô, chút nữa nó khô nó ngọt nữa chứ không có dạng đâu. Dạng vừa quét là nhờ cái này màu. Nhưng mà nó vô lắm cậu, có thiệt á, màu xám là được. Thầy vợ, ông thái thầy về thầy thái về màu khó. Màu khó nhưng mà tiếc cái thùng sơn. Thầy chỗ, ở chỉ cứ một con ngã con. Mà mấy cái thằng này là chậu sơn một thùng nó là cả nhà luôn hả? Một thùng giả cái cùng sự thiếu không đó.
Vậy tao sơn mấy cái phản đó, cái màu nó đi, còn không mày đi sơn một sáng. À giờ muốn giải rồi, hơn cái phản đây sơn màu vàng vậy. Còn không, không để thích cái màu khác này màu vàng thì mình sơn màu vàng. Vậy là thích màu gì? Màu vàng đây còn ở trong buồn đó, để nhỏ nó lên vô thì cái nào con ăn đó. Giải đây trong phản ra. Nào con trăm ra nó biểu quét cái màu đó trăm trăm, còn màu hoàng quét kêu chân khổ dư, khổ bao dư. Không ra. Sao có màu tròn nó lên như màu trái vậy nàng á? Không, không màu tròn á. Mẹ thấy màu vàng của thằng ấy á, không nó đẹp lắm nó không? Để tùy mẹ tính là thôi, mẹ tính chốt màu vàng, màu vàng chứ. Bây giờ mẹ thích cái gì chốt cái đó để mẹ đi lấy chồng. Cậu ơi, cậu cao mà, cậu kêu là thôi giờ em cậu là bây giờ cũng mang tống đi lấy chồng luôn. Ngon phải không rồi. Rồi bây giờ anh lo quét cái gì? Cái chú chống tiền cho cái đây cho nói để mà thằng kiếm anh thì chú nó hay cho cả hết cả. Đấy, cả hết đi. Chạy chưa? Chạy đi, chạy đi, tôi xin chống tiền ở đây. Chạy sao mẹ? Chạy về cái món cho nó mai đủ xuống nè. Thôi đồ cũng đủ làm đây nè. Thì ra là bằng cờ bằng tiếp của ba mình là mẹ đang dẹp hết rồi, cũng thấy bằng cờ ba đâu để thóc cho cho ba luôn. Rồi cây đồ nó chà được, chà cái này dễ lấy lắm hả? Thôi mà hơi này cái gì đồ biết làm sao nói là nó mà nó cột cá mình ăn. Mình đi cây đồ mình làm cái gì đâu. Cửa tới đây, tới đó này, bên đây đáy kìa. Quá trời, quá đất luôn. Đây, một chú đang làm bên đây nữa nè. Giờ tối nay ngủ đâu trời. Đây là tối nay coi gì ngủ ngoài đường, ngoài xá rồi quý vị ơi. Ơi, tối nay xuống bếp ngủ rồi quý vị ơi. Anh ơi xuống bếp ngủ rồi. Không sao đâu. Đó, nè mẹ tính đó. Anh ơi xuống bếp ngủ rồi quý vị ơi. Mẹ nấu gì đây nè. Thấy con ghé gì mà không thấy nấu gì cho con ghé ăn trời trời. Mẹ tối nay ngủ đâu mẹ. Thiệt chùa lòm ra bây giờ đó chưa con. Mẹ thấy cái bông kia đẹp kia không? Ê đẹp. Mà sau này nó sống mới thân sống rồi nó lớn người ta. À không nó lớn gì. Đây để thay đồ rồi mới làm được chứ trời ơi chết rồi. Mới ăn nửa buổi á vợ, cậu. Mới ăn gì sao không? Cái cà chua mẹ tốt chứ vậy. Ông mới về bà ba. Cái cà chua sao đã vậy mẹ? Mà sao nó ngã hết trơn vậy? Cà chua nó ngã bà ơi, mua coi mẹ trồng cà chua mà để cho con vậy nó ăn cà chua vậy. Chứ ông ai mà để chơi giống cũng gọi ai. Con ghé ăn Sài Gòn không có ăn. Ở ngoài đây cho gà ăn sực trơn. Ấy luôn á. Qua nè. Thì cái chứ đồ ăn cà chua thì ngoài chợ thiếu gì. Nhưng mấy cà chua sạch rồi nè. Đây qua nè. Ăn trơn không? Ôi, mẹ dựng cái. Mẹ đem thuốc về tao. Đó, con đem về mà ba. Đây. Mẹ mình để cho cà chua nó chín rồi xong mình dầm đường á, mình bỏ đá cho mình ăn ngon cực kỳ luôn. Ở cây bông này là bông bữa trước trăm trồng nè. Trăm trồng rồi. Bông rất là đẹp luôn, trăm sẽ trồng nguyên một dải dè từ đây ra ngoài kia luôn. Trăm trồng nguyên một dải dè ra luôn nha. Bông nào không biết tên gì luôn mà sao nó đẹp ghê chứ. Hôm bữa trồng nhiều lắm mà nó cháy xịt trơn. Dạ. Có cái hộp nó rụng tỉa được không? Con không biết nữa mà hay chắc được á. Biết nào có cái hộp rồi có nó rụng xuống có con có nhưng mà bà em mua không? Hỉ 1 triệu một hộp giữ vậy không mày mua thâu với ngoại e đúng không quý vị? Đây con hồng của chăm chồng nữa nè, trời ơi nó tốt chữ gì rồi cây cho nó hoài mạng tưới nước luôn á mà chết cha cái hoa hồng của con nào. Còn cái ẩu chăm chồng nè mới về lớn mà có ẩu rồi nè ghê không nè à, có được 2-3 trái rồi quý vị. Cái tắt đó mẹ. Cái gì lớn mà nhưng mà tâm thích nhất là cái bông này nè, để đem gieo cái bông này ra nha. Đây này nó có hột nè. Nó có hột nó già xong rồi mình mới gieo được. Chú cha.
bông đẹp á bà He ha. Đó, trăm trồng á, trăm trồng được mấy cây đó, nhiều cây lắm. Về nhà thì cái nhà tân ha, bụi xong là bụi rồi. Ốm nam biết ngủ sao rồi. Giờ vô thay đồ, bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa, về đúng lúc mẹ làm nhà quá. Xíu rồi tối con đem thuốc qua cho. Chắc là chăm nói mẹ là sơn luôn cái nhà dưới luôn cho nó sạch. Sơn luôn nhà dưới luôn cho nó sạch. Ô là bụi. Đây đồ đạc đây nó bụi chết luôn rồi chứ. Bây giờ mình cho đỡ xong rồi tối rồi mình quét cho sạch sẽ ra ngủ rồi đúng không cậu? Ừ. Nhà cửa mình sân luôn. Bây giờ sân cái nào được sân luôn á. Mà ngay bây giờ phai sân được rồi. Nào đi vô đi thay đồ sân này. Còn không được sang trong trong. Biết ra được á, nè coi bò nè. Chiều chiều nhìn ra bò này quý vị. Bò sẽ tính đó. Hello, ấm bò. Ấm bò. Bảo mẹ đó quý vị ơi, ấm bò. Ấm bò. Mày nhìn cái gì? Ấm bò. Đó, chiều chiều á, nắng cách luôn ra đây ngắm bò nè. Chiều chiều ra đây ngắm bò nè quý vị. Về quê lúc nào cũng bình yên hết. Không, chị ra đồ dọn dẹp. Biết làm không mẹ? Biết không, tại ra làm hồn mà không biết. Mấy bà dọn dẹp, tại bà tài vô. Tại làm hồn không, tại bà tài nó. Mày chào khán giả chưa? Chào nào, mà tính, mà tính cho khán giả. Mà tính sửa nhà, xây nhà lẻ nè. Cô làm mẹ. Cô buồn ngắn. Mẹ có tiền mày sửa nhà, con không có tiền con mượn con đất để cho con tiền. Ồ, đi thôi. Thật sao nó tái đâu mà nó đất chảy. Nãy té ngoài kia kìa. Té gì đà, mua phạt cái son chân so ăn. Hả? Đâu có bị gì đâu. Nè, bầm cho chân rồi mà. Ồ, thật thật không. Mượn đất quá mà không có tiền con chỉ ma lẹ mà. Trời trời. Nó có tiền hay con tái đâu vậy con. Gì? Cái quần cái kiểu người ta á. Trời ơi. Ồ, phạt mày tưởng tái mà đắt quần nè. Rồi mẹ tính nó đi. Rồi con tát máy nè. Nay mẹ tính sơn nhà lẹ cho đẹp đi đi lấy chồng ha. À mẹ tính sửa nhà lẹ. Ghé bao nhiêu là biểu là mẹ tính sửa nhà lẹ. Cho đẹp lẹ rồi hâm 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 mẹ tính không có lấy chồng. Nhưng mà không biết con Bi có vợ nè, ghé có chồng không biết. Bi có vợ. Mô tả. Bi có vợ. Mà sao một lần này tới đẻ của Bi nó có vợ luôn á, mà tính không có sơn sửa gì lại nữa thấy ha. Mà sơn lẹ đúng không quý vị? Cái màu đây con nè. Ô phạt. Sơn nhiều màu xanh mới chịu. Thôi trong mà tính không có tiền lòm coi như sơn cái màu cũng không có được đẹp thì thôi. Dừng ghế cho thì mẹ sơn lại cái màu nó đẹp một chút chứ là sơn nó cũng xịn chút. Sơn này xịn hơn mà. Xịn hơn nhiều không nhỉ? Để đây, sơn này xịn hơn luôn. 2 triệu mấy một thùng à. 2 triệu mấy một thùng. Đấy, nguyên cái nhà này sơn được bao nhiêu thùng? Chắc 3-4 thùng. À, 3-4 thùng chưa kể tiền công rồi nữa đúng không? À, mình phải trà hết rồi mới sơn. Ê, trà hết hả? Trong nhà này còn ngoài nữa hả? Con thấy đó. Nghĩ sao con cũng đâu nghĩ đâu mà mẹ kêu 3-4 thùng. 3-4 thùng chứ trong nhà á. Thùng ngoài này có con mắc hơi thùng nào nữa chứ. Đấy, thằng đó nó phần giữa đầu. Rồi ta, xin chào quý vị khán giả nha. Giờ mình thay đồ, mình phụ mẹ rồi đây. Đó, ớn luôn á, về đúng cái dịp ta làm nhà ta tới nó đỡ mà. Đó, về là đang xây cái nhà ngoài kia cho người ta cũng sắp sang rồi. Nhà cho cô ba cô chú ngoài kia kìa tậu lắm. Xây cũng gần sang rồi, ngày mốt đang tăng gia nè. Nhà xây 100 triệu á. Xây con. Thì con kêu bộ Mạnh Thường Quân với lại con ít nữa cho cô chú xây cái nhà. Nó xuống sập rồi, tội nghiệp. Rồi thôi, xin chào quý khán giả nha. Hẹn quý khán giả chờ clip sau sẽ có mẹ tính. Xin xin xin. Mẹ tính chào. Con mèo quay cho mẹ hết nè.